Anh ơi, thiết kế cho em bức tranh mai điểu trên mẫu gỗ tròn nhá. Ok nhá. Và đây là bức tranh mai điểu chúng tôi đã thiết kế và chế tác hoàn thành ở trên phôi gỗ hương ta dạng đĩa tròn. Quý vị thấy bức tranh mai điểu này như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé.